Thôi, vậy đừng đẹp chứ. Đi qua cho sớm, bỏ qua cái chuyện nào. Thế. Đi dần đi, qua đi nữa. Mà khoai nổ pháo à?
Tao giết tôm đi mà quay chơi. Ôi, tôm nhiều thế nhở? Có khi lại lấy tôm bằng hai ngón nhỉ? Bằng hai ngón. Được tầm khoảng mấy chục cân chỗ này? Chắc chục cân thôi. Chục cân. Anh uống nước anh. Vâng, đưa đi. Sao không? Một rồi. Một rồi. Cái gì lắc ấm 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 này? Sống, sống nước. Cái khẩu à. Cái khẩu dưới này chắc tầm cá to nhỉ anh? Lấy cá cân 2 cân thôi. Có cả chép à? Không có chép đâu, nheo à, nguyên nheo thôi. Nhập tôi thì ta phải tiệm thớn tầm cá này chỉ để ăn ngon thì nó là ngon, chỉ để nướng cũng ngon đi ăn rồi bay đi hết chưa làm luôn á. Thế đi cùng gọi chứ. Ui, ui, ui. Yeah, nó chảy ra vào đêm vui nữa. Cá này nó vừa cả bé đều như nhau á. Nhà đi thì không gọi không? Có sao sao sao? Tài chẳng. Cái cân đâu rồi? Để em cân đâu cũng được. Tính 13 cân nhé. Thằng đấy thôi, qua đánh nó được mặt này thôi. Cá này có chưa nhiều nhỉ? Cái tiền cân cá này cân bao nhiêu? Em bán ngoài này 30 nghìn, cũng bán được chị 30 nghìn. Có tiền lẻ đâu? Chắc không có. Chú đi ở đâu? Để em mời chị. Ôi ôi, về luôn đã. Về nó đi tìm thêm. Tưởng chưa nấu cơm, trên này nấu cơm, nó ăn cơm đấy. Nấu. Cái đây, cái đây. Cầm bằng phải. Đang quay căng thẳng chứ. Mày béo. Càng nghèo chắc là mà. Năn béo nó nè. Nhà ngọc tốt là ra nghèo. Ở đây mày nhủ béo mày tôm lại. Thuyền nó lật đấy nhỉ? Chú. Không nhấc được rõ. Nó đợi tao đâu mà. Ôi giời, con cá van, lùm cá van. Bé này, mà tôi đâu, cá van đấy. Nó đợi nó non cá van. Mời trước đi nhé. Đi đâu, bắt đầu đâu. Shhh.
phi là nó ấy à? Ờ. Nó có. Có cái thì buộc, có cái không buộc, cái trên xe bên này không buộc ấy. Không buộc, giống phân lật lên ra. Con đây xem cá. Ngã xuống rồi. Ôi, nó nhìn thấy nhiều không? Không thấy đâu, không lặn không? Uống 23 chén là nghỉ thôi. 23 chén thì cái chai nó có 12 chén. Khó đấy. Kéo phát lên khó à? Đây còn to cái kìa. Con này mới to này. Con này chưa to. Con này chấm à? Ừ. Chui chui cái này nó quay về. Chui tiếp ăn. Loại này thoải mái ngủ cả ngày. Chú loại này này. Cá nào cũng lấy. Ờ, mình đắt phim, đắt cá. Hai mươi cả bì. Hai mươi cả bì cứ đi đổ đấy, đổ đồ bông đấy. Cháu nhấc đi. Nhấc cái này hồi nhau kia đâu nhỉ, chú ơi. Đồ bông đi, đầy nắp vào. Còn chảy cả muối, cả máu ra mà. Ừ. Con quả to này. Con quả lấy đi nướng ăn. Quả này nấu nướng ăn mới ngon. Con chén không chưa đủ để lấy chứ. Chưa được. Đây là cá to mà. Cân hả? 22 cân cả vô dỗ phải không? 22 cả đường 21 cá. Nhấc bao lên. Đấy, giấy đừng đẹp thế. Thả. Đấy, bắt đầu hành trình chạy máy. Đẩy lô vào nhá. Nhảy đấy. Đồng tổng hợp mà. Đúng 3 triệu tròn nhỉ. Ừ. 3 triệu. Đây đây chú đếm hộ cháu xem. Lại gặp anh em này vẫn còn cũng nhiều nhá. Chúc các cháu mình khỏe và làm mọi công việc thành công nhá. Cạn với chú chưa? Không cạn được đâu. Dạo này lâu lắm cũng không qua bác cạn nên chắc không cạn được chưa. Anh được không? Trong ghế. Mình tự trông được à? Không. Đi thuê nhà anh ghế thôi. Nhà năm ấy. Đi chân đâu. Cá này lấy cái dao đi để mổ đi theo đường ấy, theo thuyền ấy. Cá hả? Không mang dao đâu. Không mang dao. Con này nó ngon à. Ôi, phạm tốt thì tốt tôi mà kiếm biết thì càng ngay.
Để lâu quá, hỏi làm tài quá hả?
từ từ đã. Bên này, bên này. Đây, 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 đây này. Ra nọ. Ở đây thôi. Ăn đi. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.